thôn tôi. Anh dạ. Mở Aerob coi. Tôi là anh rành Dũng đó không? Không, Dũng này không rành. Nhưng mà tôi có Aerob. Ờ thì có, thằng nào cũng biết. Anh vô setting. Nè, vô setting cái gì đâu, chỉ tôi đi, tôi không có rành đâu. Tôi dở vụ này lắm. Đây setting. Rồi, Aerob. Rồi chưa, General. Ừ. Aerob. Rồi. Everyone. Ok. Everyone. Tức là ai? Học thêm cái màn này nữa thôi. Rồi. Tôi bấm everyone thì anh mới set, anh mới xem vô dễ hơn. Rồi. Rồi đấy, anh mở lại bình thường. Rồi coi thẳng hết rồi. Tôi thường tụi nó cứ gửi cho tôi rồi tôi nó accept rồi tôi nhận thôi chứ tôi đâu có chuẩn bị gì trước đâu. Nè. Accept. Đó, ừ, cứ gửi accept thôi. Mong cho nó xong hết là tôi khỏe. Ở nay tính đi đâu vậy? Có cần tôi ép gì không? Không. Tôi đâu có ở đây. Biết rồi, nhưng mà có cần tôi ép gì chở đi đâu? No, 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 đi không, đâu không, 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 không. Bây giờ đi đâu không? Đi ăn sáng với tôi. Thôi, thành quay nó. Tôi là vấn đề ăn là... Nó vô cũng lâu lắm hả? À, bị nó dài hả? Dài thì nó phải lâu. Ba cái luôn. Ba cái. Thấy khỏe mạnh vậy mà cũng đó, về xong rồi hả? Chưa. Cái này giờ tách. Rồi, mấy bạn nhiều lắm, bạn tứ xứ, tôi cũng giống cái này đó. Sau khi anh vô đây rồi á thì anh chuyển vô desktop rồi có anh được đúng không? Rồi, đó. Đúng rồi. Anh chuyển vô á. Anh bỏ ra USB. USB. Nó rồi anh lúc lại cái dạ dạ dạ. Đây rồi. Tại vì tôi có cái hộp USB kỷ niệm bất cứ cái dịp nào vui này kia tôi giữ lại. Tôi để dành mai mốt á, mình cỡ 80 mình còn sống á. Tôi nói cho mình coi vui lắm. Hồi đầu tháng 4 cái anh bạn nhậu tôi. Anh chết đám tang phòng số 3. Tôi mới về quay. Tôi clear bỏ. Tôi gửi đường link bà vợ chưa có thời gian trời coi nữa. Ơi, biết sao? Mất là gì á, tôi đi quay nè cho Trump nè. Tôi bị YouTube nó đóng account, nó close account là mất á, coi như cái nhà mình nó đốt là vậy hả? Ừ. YouTube cũng cà chớn ha. Cà chớn gì tại mình ma ga thì nó đi ma ga chứ mình quay phim thôi chứ mình có nói gì đâu. Không, nhưng mà trong đó nó nói là mình quay lấy cái guideline của WHO với CDC. Nó kiếm cớ ra nó sắc mình. Mà tôi đâu phải lần đầu tiên tôi bị nó đóng account đâu. Gần 20 cái nữa. Tôi đâu rồi phải đi mở account khác à. 5 phút sau là mở khác. Nhưng mà có những cái nó nằm trong đó là mất hết. Tôi biết anh quý tôi thành ra anh mới liên lạc với tôi thường xuyên. Nha. Yeah. Tôi biết thành ra tôi cũng quý anh. Yeah, thank you. Tôi quý anh. Chứ gặp mấy người khác ha. Hỏi tôi muốn coi YouTube biết đâu quay ha. Thí dụ như hôm qua tôi quay cho anh, mà những cái người khác người ta muốn coi, tôi nói liên lạc với anh. Ok. Yeah. Chứ tôi không ép vô rồi lâu ngày rồi mình không biết người đó là ai, bởi vì mình không quen thân trăm chụp hình ta nhắc vô. Con nhỏ em họ tôi nè, nó ở San Jose. Lâu tôi gọi cho nó. Mà anh biết sử dụng iPhone hay smartphone là mình phải lưu lại đúng không? Khi tôi gọi anh gọi tôi thể hiện lên anh thạch, anh thấy tôi hiện tôi thì anh xét đáp làm sao. Tôi gọi nó cái nó trả lời ai vậy, được rồi ai vậy, cúp xong rồi. Đó là xong là được, tôi clear bỏ rồi, tôi delete bỏ. Tôi là tôi ghi số phone anh liền chứ, thành ra vô list của tôi là anh gọi tôi biết liền thôi. Đám cưới con gái tôi hai đứa, tôi ba rồi, ba đứa con, đứa thằng con trai út vợ 4 mấy tuổi chưa vợ, hai chị nó đó là đám cưới. Thí dụ tôi đi chơi thân với anh, rồi tôi quen qua anh A anh B đó cũng chơi thường xuyên. Khi đám cưới con tôi đó, mà hồi đó là tôi đi với anh, rồi đám cưới cũng mấy người bạn anh mời tôi cũng đều đi hết. Nhưng mà khi đám cưới con tôi đó là tôi chỉ mời anh thôi, tôi quý anh, chứ không phải là tôi mời tàn lan mình đi người ta rồi người ta phải mình đi trả. Tôi không có chuyện đó. Thì mình biết tính tôi vậy đó, mình biết điều mình tự trọng, mình muốn làm phiền người khác, bởi cái tánh anh cũng giống tôi cũng giống như anh vậy thôi. Tôi offer cho người ta cái gì được thì tôi offer, chứ tôi không muốn nhận lại. Hồi trước trước 2006 tôi về Việt Nam. Bạn học của tôi đó nó chạy xe ôm. Tới tôi cho tiền riêng nó.
Xong rồi mỗi ngày tôi đi đâu kêu mày tới chơi đi ăn uống nó chở tôi. Ừ. Nhưng mà trước khi về thì tôi hỏi thân tôi một ngày thí dụ trung bình income người ta trả là mấy trăm ngàn. Là mình bao cho nó. Rồi tôi trả tiền riêng đó. Chứ không phải cho tiền đó rồi là nó phải chở mình. Không có chuyện đó. Nó bao cho nó có tiền nó sống chứ. Rồi. Nó đi chơi với mình. Rồi cái em tôi đó. Nó mua khô mua này nọ đặng tôi về tôi cho tiền đó mà. Ừ. Nó mua khô này nọ đặng đem đi Mỹ tao nói. Tao có tiền tao về đây tiền tao cho mày là để cho mày xài mày lo cho gia đình mày chứ không phải để cho mày mua đồ cho tao. Đúng vậy. Ừ. Tao sẽ đi mua cho mày nữa. Tánh tôi vậy đó chứ không. Tôi cũng vậy thôi. Tôi có thằng bạn y như anh nói vậy, chạy xe ôm. Rồi là cũng mỗi ngày là tôi ở khách sạn mỗi ngày đi tới đây chở tao đi. À mình ăn sáng cái gì đó, mình nên nói với mình là trước chạy. Đó là ứng trước khi tao, về tao ở đây cả tuần lận. Ừ. Thành ra giờ ứng trước cho mày nè. Đó. Mỗi ngày là bao nhiêu á. Không, tôi này tôi nín thế này. À không, tôi đưa trước cho nó yên tâm rồi nó đi chơi. Để nó đưa cho vợ nó đi chợ chứ ông. Không, bởi mình cho tiền nó riêng rồi. Cho riêng. Trước. Nhưng mà cái vụ xe đó tôi không đã nói trước khi đi tôi được. Tôi về á là tôi đã gom tiền mấy thằng bạn mình nghèo nó chạy xe ôm ở đây bây giờ già rồi mà nó còn chạy xe ôm. Ừ, chết. Thành ra giờ gom tiền đưa đây tao. Tới rồi mấy đem về dí mấy ngàn chứ đâu phải đem về mấy trăm đâu. Đem về nghĩa là rủ vợ nó tới ăn uống xong rồi cho tiền. Cho tiền xong rồi là còn cái chuyện đi chơi cả tuần lễ sau rồi tính sau. Đó. Tôi là cũng giống như anh vậy. Bởi vậy cái cuộc sống mình nó thật chứ mình sống mà cái lương tâm mình nó không có hổ thẹn hay là mình làm sao mà mình cho mọi người vui.